Tạng Bồ Tát bổn nguyện phóng thân tập hội phẩm thứ hai. Hóa thân cùng quyên thuộc lúc đó phóng thân Địa Tạng Bồ Tát. Ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức bân khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bân khả thuyên vô lượng, vô số thế giới đều đến hội hợp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai phóng thân đo hiểm với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo, ở mười phương cũng điều động đến số nghìn muôn ức na gió tha động cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phóng thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếm lâu xa đến nay trôi lắng trong vòng sanh tử, ở trong sâu được chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng, dứt nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xó đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát, trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng, vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược, giao hóa những chúng sanh can cửa như thế, làm cho lòng chúng nó đều cùng bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh viếng theo tánh ác, muốn độ chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lẫm ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó họ có người căn tánh sáng lệ nghe pháp của ta thời liền tín nhận, họ có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu đường thiện quả, họ có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phóng ra nhiều thân độ thoát những hàng chúng sanh mọi mối sai khác như thế, họ hiện ra thân trai, họ hiện ra thân gái, họ hiện ra thân trời rồng, họ hiện ra thân quỷ thần, họ hiện ra thân rừng sự núi sông ngồi ao rạnh suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ đường giải thoát. Họ hiện ra thân thiên đế, họ hiện ra thân trời phạm vương, họ hiện ra thân vua chuyển luân, họ hiện ra thân vất vương, họ hiện ra thân cư sĩ, họ hiện ra thân tể phụ, họ hiện ra thân các hạng quan thuộc, họ hiện ra thân tỳ khéo, tỳ khéo ni ư bà tắc ư bà di nhận, đến hiện ra những thân thanh văn là hán bích chi phần và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân phò hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh can cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế, ngồi ra những kẻ chưa điều phụng đường thời phải theo nghiệm thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi, ân cần phó chúng đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc phở di lão ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở cả thế giới hiện chung lại một hình rơi lệ thương cảm mẹ bệnh cùng đức Phật rằng: từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tiêm độ dắt diệu, làm cho con được thần lần chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn, con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà xa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa hiện trăm nghìn
muôn ức người làm cho quy kính ngói tam bảo khỏi hẳn vòng sanh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi phận tam chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hộp cát, một bụi nhỏ hơn chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều đổ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mê sanh lòng lo lắng. Cuối xin Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát banh cung Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hãy thay ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh. Xong rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Sammo di soha.